ghi nhận tại gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Dương, số nhà 45, đường Thanh Hiền. Đất cùng với bùn nhão đã tràn qua khu vực cửa phía sau vào các phòng sinh hoạt của gia đình, làm ngập bẩn các đồ đạc bên trong nhà. Đất cùng bùn đã tràn từ cửa sau qua cửa trước, thoát ra đường Thanh Hiền. Hiện tại, căn nhà của gia đình chị Dương như một rãnh thoát bùn, gây khó khăn rất lớn cho cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Tối qua trời mưa to ấy, thì bắt đầu nó tràn đất vào đây, đêm nó vào gần sáng lên này, trời mưa to thì là nó cứ tràn vào mà. Còn là đất đỏ từ trên đồi chảy ụp vào nhà như thế này thì nó ngập hết cả nhà luôn, không biết giọng kiểu gì nữa. Đất bùn còn tràn trên tuyến đường Thanh Hiền. Việc này đã làm ảnh hưởng đến các hộ dân trên tuyến đường. Hơn thế nữa, đất bùn gây ra hiện tượng ô nhiễm môi trường xung quanh, gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông qua đây. Cái này thì không phải là hôm nay mới bị, cái này thì như hiện tại bây giờ thì là bị từ lúc trời mưa to lúc gần sáng ấy. Thế còn ít mưa to là đường chỗ khu này bị. Thế còn nếu mà xử lý thì mong là mọi người làm xem xong cái này và cho môi trường rửa đường cho người dân đi lại cho nó sạch sẽ. Đường Thanh Hiền được xem như là một tuyến đường đẹp của thành phố Lai Châu và luôn được duy trì vẻ sạch đẹp từ trước đến nay. Vậy nên, các cơ quan chức năng của thành phố cần có những phương án giải quyết để đảm bảo cuộc sống cho người dân và trả lại sự xanh, sạch đẹp của một tuyến đường.